Thưa quý vị, sáng nay, Ủy viên Dự quyết Ban chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Lương Nguyễn Minh Triết, chủ trì hội nghị giao ban khối đảng, mặt trận và các đoàn thể chính trị xã hội thành phố quý 2 năm 2022. Nhiều hội nghị có Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Ngô Xuân Thắng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Ngô Thị Kim Yến. Theo báo cáo, đến nay các đơn vị chức năng đã hoàn thành 40 trên 43 đầu việc theo kết luận tại Hội nghị giao ban các cơ quan khối đảng, mật trận và các đoàn thể quý 1 năm 2022. Công tác xây dựng đảng tiếp tục được chú trọng và triển khai nhiều hoạt động, chương trình đi vào chiều sâu. Ban thường vụ Thành ủy ban hành kết luận số 201 về sửa đổi bổ sung, điều chỉnh chương trình số 01 và chương trình số 08 của Thành ủy về thực hiện nghị quyết đại hội lần thứ 22 đảng bộ thành phố và nghị quyết đại hội lần thứ 13 của đảng. Ban Tuyên giáo Thành ủy đã tham mưu Ban Thường vụ Thành ủy chỉ đạo đẩy mạnh tuyên truyền chủ trương, chính sách về thích ứng an toàn linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19 gắn với khôi phục phát triển kinh tế xã hội. Trong quý, Đảng đoàn, Hội đồng nhân dân thành phố, Ban cán sự Đảng Ủy ban nhân dân thành phố, Ban Thường vụ các quận ủy tiếp tục chỉ đạo triển khai tốt thí điểm tổ chức chính quyền đô thị theo nghị quyết số 119 Ban cán sự Đảng Ủy ban nhân dân thành phố, các quận ủy tập trung và ra soát tăng cường chỉ đạo công tác phân cấp ủy quyền khi thực hiện thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị, đảm bảo sự ổn định thông suốt. Thông tin chi tiết về hội nghị giao ban khối đảng, mặt trận và các đoàn thể chính trị xã hội thành phố quý 2 năm 2022 sẽ được tiếp tục cập nhật trong bản tin thời sự tối nay.